Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến lại vlog của mình. Hôm nay mình sẽ đưa các bạn review nhà ga của Kyoto. Mình sống ở Gifu các bạn nhé. Nhưng hôm nay mình định lên Kyoto ngắm hoa anh đào. Nhưng hôm nay trời mưa các bạn ạ, rất là tiếc. Và mình sẽ review các bạn xung quanh cái nhà ga Kyoto này. Kyoto là thành phố rất là lớn của Nhật Bản, được xếp trong một trong những thành phố lớn của thế giới các bạn ạ. Nên là các bạn có cơ hội hãy đến Kyoto nhá. Và các bạn cũng đi với mình xem nhà ga Kyoto có những cái gì. Các bạn cũng đi với mình nhá. Khi các bạn đến với lại nhà ga Kyoto, phía trước là cửa xuất vé. Sau đó các bạn sẽ đi theo cửa ra. Các bạn chọn cửa nào theo ý của mình các bạn nhá. Thì ở đây họ có ghi cái cửa ra này các bạn này. Đó. Đấy, nó có hai cái cửa ra, các bạn xem hướng để ra nha các bạn nhé. Và bây giờ mình sẽ đi ra ngoài để giới thiệu các bạn xung quanh cái phía ngoài của ga Kyoto như thế nào. Nhà ga Kyoto ấy thì là được xây dựng rất là lâu đời rồi. Nó có trên hàng trăm năm rồi các bạn ạ, chứ không phải là mấy chục năm đâu. Nó nhộn nhịp ngang ngửa với lại ga của Nagoya, có thể là theo cảm nhận của mình có vẻ khả năng hơn các bạn ạ. Đây là phía trong chính của nhà ga Kyoto các bạn nhé. Khi các bạn chờ ai đó chẳng hạn ấy, thì các bạn đến ở đây các bạn chờ nhau để hẹn hò nhau cho nó dễ. Nó rộng lắm các bạn ạ, khiếp lắm. Nó cũng điểm của nó thì cũng giống như Nagoya thôi, nhưng họ cũng thiết kế một cái chỗ để sảnh để mình đợi hay là để đứng chơi chẳng hạn ấy. Các bạn xem cái xung quanh của cái sảnh đợi để đi hay là bắt đầu đi hoặc là đợi nhau ấy. Điểm mình đang đứng chỗ này chính là nhà ga Kyoto. Đây là điểm xe buýt. Các bạn muốn đi du lịch ở trung tâm của thành phố Kyoto ấy, thì các bạn phải đi xe buýt ở chính các bạn ạ. Tàu cũng không được thuận tiện cho lắm bằng xe buýt. Và điểm bán xe buýt như thế nào và vé xe buýt như thế nào ạ, thì các bạn hãy cùng đi theo mình để mình giới thiệu cho các bạn cái điểm mua vé xe buýt các bạn nhá. Đây, bây giờ các bạn cùng đi với mình nhá. Để đi được tham quan các cái điểm nổi tiếng của Kyoto ấy, thì các bạn phải hầu như là phải đi xe buýt là chính các bạn ạ. Thì đây là cái nhà bến ga xe buýt rất là lớn và to của Kyoto. Và rất đông người hướng dẫn cho các bạn, các bác, các ông, các chú nhân viên của du lịch ấy. Người ta ở đây các bạn, người ta hướng dẫn cho các bạn để đi đâu. Các cái điểm du lịch nổi tiếng của Kyoto ấy, thì mình sẽ review cho bạn sau các bạn nhé. Các bạn nói đến Kyoto các bạn biết là nó cổ kính như thế nào và đẹp như thế nào rồi. Các bạn xem cái qua nhà xe buýt để biết được điểm mình muốn đi để khỏi bị nhầm lẫn. Các bạn mới đến ấy, thì có vẻ dễ bị nhầm lẫn lắm. Nhà ga rộng đó các bạn ạ, điểm mua vé cũng ban đầu cũng hơi bị khó khăn một chút, nhưng mà mình quen rồi thì nó đơn giản thôi. Vì đây là lần thứ tư mình đến đây các bạn ạ, thứ tư thứ ba gì đấy, mình nhớ đến đây là cũng trên cũng tầm 3 lần rồi. Khi các bạn đến được nhà ga Kyoto, các bạn ra cái phía mặt chính, mặt tiền của cái Kyoto ấy, có cái chữ đây này các bạn ạ. Đó, các bạn đến đấy. Các bạn ra cái mặt tiền của nó, các bạn biết được cái nhà ga xe buýt. Đó, và bây giờ các bạn đi mua vé theo ngày các bạn nhé. Tức là một ngày mình nhảy lên được bao nhiêu lần cái xe buýt đó vẫn ok. Thì các bạn đến cái điểm mua vé ngày đó ở đây.
Các bạn vào trong cái nhà này nhá các bạn nhá, cái nhà đây này, họ sẽ bán cái vé xe buýt ngày cho các bạn vào đi mua. Hôm nay nó dày mưa nên là ít người thôi, còn mọi khi là đông lắm các bạn ạ. Mình từng mua ở đây, đứng đây 2 lần rồi, dài rất là dài luôn đấy, ở các cái con chỗ hẻm hẻm này người ta đứng kín luôn đấy, nhưng hôm nay trời mưa các bạn ạ, rất là đen. Đó, đặc sản của Kyoto cũng là điểm xe buýt đấy các bạn ạ, các bạn nhớ nhá. Khi các bạn đi ra khỏi nhà ga Kyoto ấy, các bạn hãy tìm đường hầm, các bạn xuống những cái khu để mà mua đồ ăn các bạn cho nó rẻ các bạn nhé. Các bạn xem cái đường hầm này. Đó, các bạn đi xuống dưới nhá. Thì ở đây á, cái đồ ăn ở đây á thì nó rẻ và cái mua sắm nó cũng rẻ hơn một chút. Chứ các bạn nên từng các bạn lên những cái chỗ mà ăn chơi thì nó hơi đắt một chút. Các bạn đi xuống bên dưới đường hầm này thì nó rẻ hơn và ăn uống nó rẻ hơn các bạn ạ. Thì các bạn cũng đi với mình nhá. Đây là tầng hầm của nhà ga Kyoto các bạn ạ. Có rất nhiều thứ mua sắm rồi là ăn uống ở dưới này. Các bạn xem nó láng nhiệt không? Bây giờ mình muốn đi tìm đồ ăn các bạn ạ. Nó rộng lắm, cái này nó rộng bạt ngàn luôn ấy. Đây là một dãy bên phía tay phải. Đó. Đây là một dãy bên phía tay trái, còn không biết lối nào mà đi nữa cơ. Còn đi tiếp thì là còn không biết đi đâu nữa. Các bạn cố gắng cứ đi chỗ nào mình thích là được thôi. Chứ còn bỏ đi chỗ nào thì khó biết lắm. Thì bây giờ mình đi tìm vào khu ăn uống xem nó kinh như thế nào. Hôm nay mình sẽ đi xem hết cái khu ẩm thực của dưới nhà ga Kyoto nó như thế nào các bạn ạ. Nó hoành tráng lắm. Đây là khu ăn uống các bạn. À, mình vào đúng khu ăn uống rồi đấy. Đúng nơi cho mình tìm luôn. Các bạn xem cái cửa hàng bánh ngọt các cái rượu bia ấy, đẳng cấp lắm các bạn ạ. Đẳng cấp lắm. Khi các bạn vào cái khu mua sắm ở dưới nhà ga của Kyoto, các bạn khi cảm thấy bối rối các bạn xem bản đồ các bạn để các bạn đi nhá, chứ không thì không biết lối nào mà đi đâu. Đây là bản đồ họ ghi chi tiết những cái nơi mà ăn uống mua sắm, các món ăn tượng trưng ở đây các bạn ạ. Các bạn nhớ phải xem cái này chứ không thì đi coi như là mê luôn, mê hoặc luôn, không biết lối nào mà lần. Cái dãy này là dãy một bên là quần áo, một bên là cũng đồ ăn các bạn ạ. Cái gì cũng có các bạn nhá. Khi các bạn đến đây du lịch chẳng hạn ấy, các bạn cố gắng phải tham quan cái nhà ga bên dưới của cái Kyoto này, chứ không thì thật là lãng phí đấy các bạn ạ. Muốn ở đây mà cày hết cái thằng ga Kyoto này ấy, mất tầm khoảng buổi chiều. Mang theo khoảng tầm 50 man các bạn nhá. Để tiêu nó với thoải mái tay được, mang ít quá thì là mình tiêu nó ngượng ngượng tay. Thôi đấy, mình trêu đùa vậy thôi chứ còn không phải là các bạn nghĩ là mình nói thật thì nó phiền lắm. Bên phía tay trái á, có bạn đi sâu một chút nữa lại có một cái trung tâm ăn uống mua sắm về ẩm thực các bạn ạ. Thì các bạn hãy đi theo mình để xem cái bên tay trái nó có cái gì nhá. Vừa nãy mình đi bên tay phải. Thịt nướng này. À, để mình mua thịt nướng các bạn ạ. Đây có nhiều cái hay lắm.
Ở đây khả năng là toàn là đồ ăn nhanh các bạn ạ. Các bạn nhớ tham quan cái cửa hàng bánh truyền thống các bạn nhé. Nó nhìn nó hấp dẫn lắm. Không biết có ngon hay không. Nó ở bên phía tay trái của mình á, các bạn đi cuối tay á thì là nó có cái cửa hàng này. Trên đường các loại bánh. Đây là toàn bánh truyền thống các bạn nha. Nên là nó cũng hơi một chút là mắc mắc đấy. Không có rẻ đâu, vì là bằng tay hết rồi. Bà xã mình mua 2 hộp bánh truyền thống các bạn ạ, để làm kỷ niệm mua quà ở dưới nhà ga Kyoto. Đang là thanh toán này. Các bạn bây giờ để phía sang bên phía cái tòa nhà The Cooper này các bạn nhé. Xem bên trong cái nhà The Cooper này nó có cái gì. Chắc nó là chủ trung tâm thương mại thôi, nó cũng ở gần nhà ga mà. Chúng ta có thời gian chúng ta sẽ đi quét hết những cái điểm ăn để phải chơi. Ôi thơm lắm các bạn ạ, vào đây thơm lắm. Cũng rộng rãi đúng không các bạn ạ. Và cái khu này nó còn đông người, còn kinh khủng hơn bên kia. Ở trên rán này cũng nhiều quá, đống luôn. Có chứ. Chả biết nơi nào mà lần nhưng mà mình chui vào đúng cái khu ẩm thực ăn uống rồi các bạn ạ. Wow, rất nhiều đồ ăn luôn. Đây là toàn cái đồ ăn nhanh các bạn ạ. Họ nằm sẵn rồi, trên đường luôn á. Rất nhiều luôn. Nhớ các bạn vào nhà tòa nhà Kube nhá. Zero Kube. Đây là món ăn mình đã gọi rồi các bạn ạ. Thì hôm nay là đi chơi nó tương đối là mệt, ăn được suất cơm mệt. Nên là mình khuyên các bạn là đừng đi chơi vào trời mưa các bạn nhé. Thôi bây giờ mình ăn cơm các bạn nhé. Mình xin chào hẹn gặp lại các bạn nhé. Bye bye.